Chào cả nhà. Hôm nay thì bây giờ thì Thành đang chuẩn bị đi ra từ Suwon đi lên Seoul. Và bây giờ trên con đường mình đi ra ga tàu điện để lên Seoul. Thì hôm nay lên Seoul là để tham quan cái trường đại học của Yonsei ở Seoul. Thì đây, cái con đường này mình đang đi tới cái ga xuống hầm để mà lên tàu điện đi Seoul đó. Hiện tại thì bên đây là 12 giờ rưỡi rồi, 12 giờ ê, xin lỗi, 2 giờ rưỡi chiều rồi, 2 giờ rưỡi chiều rồi, là 12 giờ rưỡi ở Việt Nam đó. Hôm nay thì trời không có ấm như ngày hôm qua, nắng thì nhẹ thôi, nên thời tiết thì hiện tại là 18 độ. Giờ mình với cả nhà cùng đi lên trên ga tàu điện nha. Ở đây là khu vực này là khu vực các tòa nhà chung cư. Ở dưới các tòa nhà đó thì cũng có những cái shop house buôn bán cái này kia nè, cả nhà thấy không? Đáng lẽ là mình đi con đường lộ ngoài kia, nhưng mà có một con đường đi tắt qua tàu điện nó nhanh hơn, nên mình mới đi con đường này. Đây là con đường tắt ngang. Nói chung là mấy ngày nay đi lên trên Seoul đi ga tàu điện thì lúc đầu thì đi con đường đúng theo cái vòng của cái hướng chỉ dẫn thì đi ngoài đường lộ lớn không à, nhưng mà đi mấy lần rồi cái phát hiện ra có một cái con đường tắt đi ngang, đi xéo qua chứ không phải đi vòng, đi xéo qua để mà đi nhanh lên gần hơn. Mình đi thêm một đoạn nữa là đó, phía trước ngã tư đó, giao lộ đó, thì mình quẹo phải băng qua giao lộ là đi thẳng khoảng vài trăm mét nữa là tới ga tàu điện rồi. Hôm mấy ngày trước mình đi ngang đây đi con đường này thì cái dãy hoa anh đào này
nó trổ hoa rất là đẹp, nở rộ ngay đi một tuần lễ rất là đẹp. Nói chung là bông gì đặt ở trên cây hết, nhưng mà sau một tuần lễ cũng nhanh lắm cả nhà ơi, sau một tuần lễ thì thay đổi liền. Hiện tại những cánh hoa rơi xuống đó, cả nhà thấy không đó. Những cánh hoa rơi xuống sau một tuần lễ nở rộ, và bây giờ trên cây thì còn rất là ít bông, ít hoa, mà nhường lại là các chồi xanh đang mọc lên. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng Thành đứng ở giao lộ này, chờ cho có tín hiệu đèn cho người đi bộ thì mình sẽ băng qua giao lộ, là đi khoảng 200 mét là tới ga. Thôi mời cả nhà cùng đi tiếp nha.